Thân chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn là đảo chiều quay biến tần Jackawa V1000. Ok, mình sẽ bắt đầu nha. Rồi anh em, nó bình thường nó hiển thị như vậy ha. Mình sẽ tiến hành bấm mũi tên lên nha. Mũi tên lên này, thì đây là cái chiều này đang chạy thuận này. Bây giờ mình chạy xuống lại này, anh thân chạy xuống lại nha. Đó, rồi bấm bấm chạy này. Để bấm chạy cái này không thể bấm chạy được, tất là bấm chạy được cả nha. Phải bấm thêm một thao tác nữa là thao tác bấm vào cái nút này, ấn vào đó, nó sáng cái đèn lên. Ok ha, rồi bắt đầu ấn, nó sẽ chạy. Ok, chạy này ha, bấm dừng này, chạy đúng không? Ok rồi, mình sẽ đảo chiều quay nha. Để hành đảo chiều quay này, để đảo chiều quay lên trên đây, bấm enter. Rồi bấm lên đây nha, chọn chiều quay ngược này đó. Rồi xong đó, mình sẽ trả về cái tần số nãy và bấm này đúng không? Ok nha. Rồi trả nè.